Liên quan tới vụ việc, vận động viên bóng bàn đội tuyển trẻ quốc gia kêu đói gây xôn xao dư luận vừa qua. Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tất cả những cá nhân tập thể liên quan đều phải giải trình, báo cáo bộ trước ngày 15 tháng 10. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không hài lòng khi xảy ra vụ việc, các vận động viên bóng bàn đội tuyển trẻ quốc gia kêu đói, đồng thời có những thông tin liên quan tới việc huấn luyện viên trưởng cắt xén tiền ăn của học trò. Trước ngày 15 tháng 10, tất cả các cá nhân tập thể liên quan phải có giải trình. Sau khi xác minh các sai phạm nếu có, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời khi có kết quả cuối cùng, Cục Thể dục Thể thao sẽ có phản hồi từ các cơ quan báo chí trong thời gian sớm nhất. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các đơn vị phải nâng cao trách nhiệm trong phối hợp công việc, không phó thác toàn bộ cho ban huấn luyện, tránh xảy ra tình trạng buông lỏng trong quản lý các đội. Trao đổi về vụ việc ở đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt cho biết Chúng tôi coi đây là bài học lớn và sẽ khẩn trương tiến hành ra soát thật kỹ lưỡng việc tập huấn của các đội tuyển. Đây thực sự là một lời cảnh tỉnh dành cho những người quản lý, những người làm công tác huấn luyện nhưng lại không dành sự quan tâm cho các vận động viên, chỉ quan tâm lợi ích cá nhân và bỏ qua những vấn đề khác, trong đó có vấn đề đời sống và sinh hoạt của vận động viên. Được biết, Cục Thể dục Thể thao sẽ họp sau khi đoàn thể thao trở về từ ASEAN 19 tại Hàng Châu Trung Quốc để thống nhất lại kế hoạch tập huấn của các đội tuyển quốc gia Siết chặt hơn nữa không chỉ về chuyên môn mà còn về vấn đề dinh dưỡng. Trước đó, cục thể dục thể thao quyết định trảm toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Theo đó, huấn luyện viên trường Bùi Xuân Hà, quân đội và huấn luyện viên Tô Minh thành phố Hồ Chí Minh trợ lý đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia bị cách chức. Thay thế hai huấn luyện viên này là ông Vũ Văn Trung Hà Nội và Vũ Đình Tuấn, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, để đảm bảo điều kiện ăn ở, tập luyện cho các vận động viên, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao đã chỉ đạo chuyển đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia về tập huấn và ăn nghỉ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Cục Thể dục Thể thao khẳng định sẽ nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo tập huấn các đội tuyển nói chung, đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia nói riêng.